Song song với việc phát triển những sản phẩm từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe, tập đoàn Harup còn chú trọng đến những giá trị nhân văn của xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Quỹ từ thiện Ngôi Nhà Hạnh Phúc do chính các thành viên trong tập đoàn đóng góp cũng vừa được chính thức đi vào hoạt động. Tháng 3 vừa qua, Quỹ từ thiện Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã có chuyến thăm và tặng quà đầu tiên cho các trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Thiên Thần, quận 9. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã cùng chơi với các bé với không khí vô cùng gần gũi và vui tươi. Ngoài bánh kẹo và các phần quà dành tặng cho các bé, đại diện tập đoàn và Quỹ từ thiện Ngôi Nhà Hạnh Phúc, bà Nguyễn Thị Hà đã gửi tặng trung tâm một số tiền nhằm mua đồ dùng cá nhân và dụng cụ học tập cho các cháu. Với tinh thần phát huy sâu rộng truyền thống tương thân tương ái, vừa qua, bà Nguyễn Thị Hà cũng đã đại diện cho Quỹ từ thiện Ngôi Nhà Hạnh Phúc tham gia chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Với tình cảm đặc biệt dành cho các mảnh đời khó khăn, bà Nguyễn Thị Hà đã nỗ lực hết mình mang về 50 triệu đồng dành tặng cho anh Trần Văn Tản, sinh năm 1966, và cũng đã tặng thêm cho anh số tiền trị giá 50 triệu đồng, nâng tổng số tiền lên 100 triệu đồng. Hơn 20 năm trước, anh Tản là bộ đội biên phòng quốc tế của biên giới Campuchia. Năm 1987, anh đã vô tình trúng phải mìn và đã vĩnh viễn mất đi đôi mắt và cánh tay. Anh là thương binh đặc biệt loại nặng với mức độ thương tật vĩnh viễn là 95%. Trong ngày 10 tháng 8 tới, Quỹ từ thiện Ngôi Nhà Hạnh Phúc sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình. Các thành viên trong quỹ sẽ có buổi đến thăm các cháu tại Trung tâm Nuôi dưỡng Phục hồi Chức năng cho người nhiễm chất độc da cam dioxin Tây Ninh, với mong muốn giúp các em có thêm điều kiện để chăm sóc sức khỏe, có thêm các máy móc thiết bị để tập luyện nhằm giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, giúp các em dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Harup mong muốn sẽ góp phần lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu thương của xã hội đến với những hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống. Quỹ Ngôi Nhà Hạnh Phúc kêu gọi các cá nhân, đối tác, doanh nghiệp cùng cán bộ công nhân viên đồng hành trong các hoạt động tiếp theo, cùng lan tỏa, chia sẻ yêu thương đến với mọi miền của Tổ quốc. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Thị Hà, đến từ Tập đoàn Tinh dầu Thiên nhiên Harup. Hôm nay tôi đại diện cho Quỹ từ thiện Ngôi Nhà Hạnh Phúc của Harup cùng với các công ty thành viên Tinh dầu Thiên nhiên Haeva, Tinh dầu Thiên nhiên Queen Oil, Happy Oil và Vina Oil. Cùng với tất cả cán bộ nhân viên của tập đoàn, chúng tôi cùng chung tay góp sức và kêu gọi tấm lòng hảo tâm của tất cả các mạnh thường quân đóng góp những phần quà nhỏ của mình để cùng chúng tôi đến với hội dioxin chất độc da cam tỉnh Tây Ninh. Như quý vị cũng đã biết, Tây Ninh là một trong những tỉnh hứng chịu hậu quả nặng nề do di chứng của chiến tranh để lại. Và tại trung tâm mình đang nuôi dưỡng, chăm sóc và tập vật lý trị liệu cho gần 100 bé đang có những hoàn cảnh rất là khó khăn và đặc biệt. Các em cũng mong muốn được lành lặn, được sống hạnh phúc, được làm việc và cống hiến cho xã hội giống như bao nhiêu người bình thường khác. Tuy nhiên với hoàn cảnh của các em thì điều đó rất là khó khăn và chỉ là ước mơ mà thôi. Và chính vì vậy, hiện nay thì các em cũng đang được sự bảo trợ của nhà nước, được sự đóng góp của tất cả các mạnh thường quân ở các nơi đổ về. Và nhân đây, để các em có được những phần quà trong ngày kỷ niệm ngày 10 tháng 8, ngày chất độc dioxin sắp tới, thì tôi cũng đại diện cho Quỹ từ thiện Ngôi Nhà Hạnh Phúc kêu gọi tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các mạnh thường quân cùng chung tay đóng góp để cho các em có những cái phần quà ý nghĩa và giúp cho lan tỏa những cái thông điệp để xoa dịu những nỗi đau, những nỗi mất mát của các em, không chỉ là ở trung tâm hội dioxin tỉnh Tây Ninh, mà điều đó, tấm lòng vàng của các quý vị sẽ được lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc. Hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 0987 279 279, và số tài khoản đóng góp xin quý vị đóng góp vào 0721 000 777 222 tại Ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk. Xin cảm ơn và xin tri ân tất cả quý vị.